Yo, what's up? Đứng máy luôn ta. Ok, xin chào tất cả các anh em nha. Trước khi vào video, anh em nhớ bấm like, subscribe để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nhé. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn săn 300k mỗi ngày trên Lazada nha tất cả các bạn. Kèo này rất là uy tín, rút về thẻ ATM các bạn. Để tham gia phần link mô tả, các bạn click phần link mô tả mình, các bạn đăng ký một cái tài khoản, các bạn mình hướng dẫn các bạn nha các bạn. Và các bạn bấm vào nút săn 300k mỗi ngày nè. Sau khi nó ra giao diện gì các bạn, các bạn bấm nhau lúc bắt đầu nè, rồi các bạn đăng ký nha các bạn, các bạn có bấm vào nút đăng ký nè. Đây thì các bạn login bằng Google mà đi cho mau các bạn. Rồi ảnh Nhân Quỳnh năm 1991, rồi sau khi mình đã đăng ký và mình đã nhận thưởng 300k VV tại Lazada, mình đã được này số gì ta, mình đã được 205.000 các bạn. Mình lưu ý nha các bạn được 300.000 các bạn mới được rút nha các bạn. Rồi kết chia sẻ bạn bè để nhận thưởng nha các bạn. Rồi đây khoan, rồi bạn bấm chia sẻ bạn bè để nhận thưởng nữa. Lazada, rồi các bạn nó kêu mình tải app, các bạn bấm nút tải app nha các bạn, rồi các bạn cài đặt nha các bạn. Rồi anh em tải cái app Lazada sẽ anh em đăng nhập vào anh tất cả. Anh em đăng ký đường link của người giới thiệu mới được tham gia chương trình nha tất cả anh em. Còn anh em mà lên display tải là không có được nha. Tận hưởng 20 gender với giá trị tốt ngay hôm nay. Rồi các bạn chỉ cần đăng nhập vậy thôi. Rồi sau khi anh em tải app về nó có chữ nút săn 300k anh em nhấp vào nè. Xin các anh em nhấp vào hơi lát quá. Rồi 300k này tất cả anh em có thể rút về ngân hàng được nha tất cả anh em. Anh em nhớ bấm nút like, nút subscribe mạnh lên kênh YouTube để phát triển nha tất cả anh em. Rồi mình đã được 205.000 mà điều kiện 300k anh em bấm vào, anh em chỉ việc lấy liên kết mà chia sẻ cho bạn bè và người thân nha tất cả anh em. Sau khi được 300k anh em mới bấm vào nút một cút tiền nè, để anh em cập nhật thẻ ngân hàng của anh em vào nha. Anh em cố gắng ủng hộ mình đi, mình mới có đủ tiền rút được anh em. Giờ hiện giờ mình đã được có 205.000. Tìm bạn bè. Rồi anh em chỉ việc bấm vào nút mở ngay nè. Mình còn thiếu 94.000 nữa để nhận thưởng cho anh em. 94.000 này mà bạn bè gọi anh em sao chép cái link này nè. Rồi anh em gửi cho bạn bè như Telegram nè, hoặc Zalo, hoặc Messenger luôn nè, để nhận thưởng nha. Vậy video mình kết thúc nha. Mọi thắc mắc gì không hiểu mình sẽ comment cho tất cả các bạn. Chia sẻ đến hai nhóm của bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Cái này quá dễ, chữ tiếng Việt không mà.